Xin chào các bạn, vừa mới đây thì Red Magic đã cho ra mắt hai mẫu gaming phone mới nhất của mình là chiếc Red Magic 7S và 7S Pro để mà cạnh tranh với cả chiếc ASUS ROG Phone 6. Và đây sẽ là lần đầu tiên mà Red Magic có một sản phẩm mức giá lên tới 22,5 triệu, các bạn thấy chát không? Về cơ bản thì Red Magic 7S và 7S Pro sẽ là cái phiên bản nâng cấp của chiếc Red Magic 7 và 7 Pro. Chúng ta sẽ được thay đổi lớn nhất về mặt con chip cộng với cả một vài thứ khác nhỏ nhỏ bên trong. Cụ thể như nào thì bắt đầu video nhé. Về tổng thể thiết kế thì Red Magic 7S và 7S Pro sẽ không khác biệt nhiều so với cả đời trước, có chăng chỉ là một vài chi tiết nhỏ nhỏ mà thôi. Khác biệt lớn nhất sẽ là về mặt bên trong của máy. Chúng ta sẽ đến với chiếc Red Magic 7S Pro trước nhá. Đầu tiên thì hãng cũng sẽ giới thiệu qua những thứ quan trọng nhất trên một chiếc gaming phone. Với chiếc Red Magic 7S Pro, các bạn sẽ có con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 mới nhất của Qualcomm, hệ thống tản nhiệt ICE 10.0 và công nghệ Magic GPU. Với con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì đây sẽ là con chip mới nhất của Qualcomm, được TSMC gia công chứ không phải Samsung giống với cả Snapdragon 8 Gen 1. Con chip này sẽ tăng khoảng 10% về mặt hiệu năng cũng như giảm 30% về mặt lượng điện tiêu thụ so với cả đời trước. Máy sẽ dùng chuẩn RAM thế hệ thứ 5 này, cộng với cả bộ nhớ trong UFS 3.1. Kết quả là với chiếc Red Magic 7S Pro, các bạn sẽ có điểm số AnTuTu siêu cao lên tới là 1.156.000 điểm. Tất nhiên đây sẽ chỉ là con số của hãng thôi, còn thực tế khi nào có máy trên tay mình sẽ test lại cho các bạn nhé. Về hệ thống tản nhiệt ICE 10.0 thì các bạn có thể quan sát trên màn hình. Mình đếm sơ sơ thì nó sẽ có khoảng 8 lớp nha. Và tất nhiên với một chiếc Red Magic Gaming Phone chúng ta sẽ không thể thiếu được một chiếc quạt tản nhiệt vật lý. Quạt trên chiếc Red Magic 7S Pro thì sẽ giảm độ ồn khoảng 4 decibel, đồng thời tăng khoảng 18% hiệu quả tản nhiệt. Cái quạt này thì sẽ có cánh với độ mỏng chỉ là 0,1 mm này, quay tối đa 20.000 vòng trên 1 phút. Tổng lượng không khí đi vào và đi ra sẽ tăng khoảng 6% so với cả đời trước. Red Magic có giới thiệu với chúng ta một cái công nghệ vật liệu mới giúp tản nhiệt tốt hơn. Cụ thể là khả năng dẫn nhiệt từ máy ra ngoài sẽ tăng khoảng 20%. Lớp tản nhiệt chất lỏng VC của máy cũng có diện tích cực kỳ lớn luôn, lên tới là 4.124 mm². Kết quả là với chiếc Red Magic 7S Pro, khi mà các bạn chơi tựa game Genshin Impact Max Setting trong khoảng 30 phút, máy sẽ chỉ nóng lên khoảng 39,5 độ C mà thôi. Trong khi đối thủ của nó là chiếc Red Shark 5 Pro sẽ nóng lên tới là 46 độ C. Chuyển sang cái phần công nghệ Magic GPU thì rất là so với các bạn khi mà trình độ tiếng Trung của mình có hạn. Trong buổi giới thiệu này thì hãng nói cũng cực kỳ là khó hiểu luôn, rất khó để mà dịch ra đúng nghĩa. Tuy nhiên các bạn có thể hiểu nôm na như sau. Thuật toán của máy sẽ giúp cho GPU hoạt động hiệu quả hơn so với cả đời cũ. Ở một số dòng máy khác, khi mà các bạn chơi game quá nặng chúng ta sẽ bị lock FPS. Còn với chiếc Red Magic 7S Pro thì sẽ không nha, FPS thẳng tưng luôn. Hãng thì cũng đưa ra một vài cái dẫn chứng khi mà dùng chiếc Red Magic 7S Pro để mà chơi game. Với tựa game PUBG Mobile, chơi mức đồ họa là 90 FPS trong khoảng 16 phút, biểu đồ rất là thẳng luôn, nhiệt độ của máy sẽ chỉ là 38,5 độ C. Với tựa game Genshin Impact chơi Max Setting 60 FPS thì sẽ chỉ nóng lên khoảng 1 độ thôi là 39,5 độ C, biểu đồ cũng rất thẳng. Kết quả sẽ là tương tự với cả tựa game Liên Quân Mobile nhưng mà chơi mức đồ họa là 120 FPS. Chuyển sang phần màn hình, kích thước sẽ là 6,8 inch, độ phân giải Full HD+. Đây sẽ là màn hình AMOLED, tần số quét là 120Hz, còn tần số cảm ứng sẽ là 960Hz. Màn hình này sẽ bao phủ 100% giải màu DCI-P3 các bạn nhé. Và tất nhiên, đây cũng sẽ là một cái màn hình full view giống với cả chiếc Red Magic 7 Pro trước đây. Tại vì camera selfie phía trước thì sẽ là dạng ẩn dưới màn hình. Chúng ta sẽ có một con chip riêng là UDC Pro để mà xử lý cái mặt hình ảnh ở chỗ cam selfie. Máy sẽ có một viên pin đôi, tổng dung lượng sẽ là 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 135W. Tuy nhiên, Red Magic không hề bảo vệ môi trường nha. Họ sẽ tặng kèm cho bạn một cái củ sạc công suất lên tới là 165W luôn, thừa khoảng 30W. Một vài công nghệ khác trên chiếc Red Magic 7S Pro như sau. Chúng ta sẽ có hai phím trigger cảm ứng này, với tần số cảm ứng sẽ là 520Hz. Máy sẽ có dung trục X ở hai bên này, hai loa stereo và đèn LED RGB ở phía mặt lưng. Camera phía sau của máy thì sẽ là 64 chấm này. Máy sẽ có giắc tai nghe 3,5mm, có tới 3 mic để các bạn thu âm tốt hơn, đồng thời hỗ trợ Wi-Fi 6. Chiếc Red Magic 7S Pro sẽ có hai phiên bản đặc biệt. Đầu tiên sẽ là phiên bản màu trắng nhưng mà mặt lưng trong suốt, rất là chất luôn. Với chiếc Red Magic 7 Pro trước đây thì cũng có phiên bản mặt lưng trong suốt nhưng mà sẽ là màu đen. Còn với chiếc 7S Pro thì chuyển sang màu trắng, nhìn nó sẽ tinh khiết hơn. Đặc biệt, máy sẽ có một phiên bản màu vàng, lấy cảm hứng từ nhân vật Bumblebee ở trong loạt phim Transformers. Cái bản màu vàng này thực sự rất là chất luôn. Mình đảm bảo các bạn mà dùng nổi nhất xóm luôn. Chuyển sang chiếc máy thứ hai là Red Magic 7S. Như mình nói thì chiếc máy này sẽ không khác biệt quá nhiều so với cả chiếc Red Magic 7 nhá. Chúng ta sẽ có màn hình được nâng lên thành 165Hz này, cao hơn cả phiên bản 7S Pro. Kích thước vẫn là 6,8 inch, vẫn là tấm nền AMOLED Full HD+, cũng sẽ bao phủ 100% giải màu DCI-P3. Tuy nhiên, đây sẽ chỉ là một cái màn hình bình thường thôi. Các bạn vẫn sẽ có hai cái cằm trên và dưới khá dày, chứ không phải là full view cam ẩn giống với cả chiếc Red Magic 7S Pro. Hệ thống tản nhiệt của máy thì cũng sẽ thấp cấp hơn, chỉ là ICE 9.0 mà thôi. Mình đếm qua thì sẽ có khoảng 7 lớp, kém một lớp so với cả ICE 10.0. Viên pin của máy vẫn là pin đôi nhưng mà dung lượng chỉ còn là 4.500, sạc nhanh thì 120W. Máy vẫn sử dụng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 này, vẫn có công nghệ Magic GPU. Tần số cảm ứng của máy sẽ là 720Hz. Hai phím trigger cảm ứng thì tần số sẽ là 520Hz. Máy cũng sẽ có đèn LED RGB phía sau và có hai loa stereo. Về mức giá, với chiếc Red Magic 7S phiên bản thấp nhất sẽ là 8128, mức giá sẽ là 3.999 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 13,8 triệu. Còn với chiếc Red Magic 7S Pro phiên bản thấp nhất sẽ là 12256, mức giá sẽ là 5.199 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 18 triệu. Với phiên bản mặt lưng trong suốt màu trắng thì sẽ đắt hơn khoảng 100 tệ thôi, về Việt Nam sẽ là 18,4 triệu đồng. Nhưng mà đặc biệt cái phiên bản Bumblebee của chiếc Red Magic 7S Pro ấy, tối thiểu sẽ là RAM 16GB này, bộ nhớ trong 512GB, mức giá sẽ là 6.499 nhân dân tệ, tức là tương đương khoảng 22,5 triệu, quá là chát luôn. Ok, vừa xong là tất cả những gì mà các bạn cần biết về hai mẫu máy mới của Red Magic là chiếc 7S và 7S Pro. Nói chung về cơ bản thì như mình nói, điểm thay đổi lớn nhất của hai chiếc máy này sẽ là chuyển từ Snapdragon 8 Gen 1 sang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Đây là một điểm rất quan trọng nha, tại vì con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 thì ngoài cái việc mà hiệu năng được cải thiện ấy, nó còn là do TSMC gia công, tốt hơn rất nhiều so với cả Samsung. Thì con chip này hứa hẹn sẽ đem lại cho chiếc Red Magic 7S và 7S Pro một cái hiệu năng thực sự ấn tượng, tại vì nhiệt độ sẽ mát mẻ hơn. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về hai chiếc máy mới này? Trong mức giá của nó thì có đáng mua hay không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Sớm thôi, bọn mình sẽ có các video mở hộp này, trên tay và đánh giá chi tiết cho các bạn sau. Giờ xin chào, bye bye.